Dòng sản phẩm điện thoại thông minh VAVK R5 thiết kế cao cấp, tinh tế và vô cùng gọn nhẹ với những màu sắc trang nhã khác nhau và phù hợp cho mọi đối tượng để giúp cho quý vị dễ dàng chọn lựa. Thiết kế mỏng nhẹ, 2 SIM 2 sóng, kết nối Wi-Fi 3G ở mọi lúc mọi nơi. Và 4 màu sắc sang trọng đi kèm, đen, vàng đồng, đỏ hoặc xanh dương. Sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao. Và khi sở hữu được điện thoại thông minh VAVK R5, cảm thấy sử dụng an toàn với dung lượng pin 2400mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 64GB, camera trước 2 chấm và camera sau 8 chấm, hỗ trợ đèn flash, chip lõi tứ 1.3Hz. Đầu tư một lần để sử dụng lâu dài, được giới thiệu trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping. Hãy nhanh tay sở hữu một chiếc điện thoại thời trang thông minh và thời thượng với màu sắc phù hợp với cá tính của bạn. Độ mỏng, ấn tượng, dễ dàng mang đi để trong túi xách hoặc là trong túi quần quý vị nha. Hỗ trợ đèn flash cho cả hai camera để dễ dàng chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm bên bạn bè và người thân. Mức giá chúng tôi đang áp dụng đặc biệt ưu đãi trong chương trình này. Thay vì mức giá nhà cung cấp là 1.990.000 đồng, mức giá đặc biệt hôm nay trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping 1.690.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại, chúng ta còn có thêm quà tặng một túi đeo chéo và một đồng hồ thời trang. Hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách gọi điện vào số tổng đài, để lại địa chỉ giao hàng và chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Nhanh tay sở hữu điện thoại thông minh VAVK R5, chương trình ưu đãi số lượng có hạn, giá nhà cung cấp 1.990.000 đồng, giá đặc biệt hôm nay chỉ có 1.690.000 đồng mà thôi. Bảo hành 12 tháng, một đổi một, mới trong vòng 100 ngày, khi có lỗi từ nhà sản xuất lại có thêm quà tặng một túi đeo chéo và một đồng hồ thời trang. Nhanh tay sở hữu quý vị nha. Dung lượng pin 2400mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 64GB, camera trước 2MP, camera sau 8MP, có hỗ trợ flash, chip lõi tứ 1.3Hz, đầu tư một lần sử dụng lâu dài. Với thiết kế cao cấp, tinh tế gọn nhẹ, màu sắc trang nhã phù hợp với mọi đối tượng, 2 SIM 2 sóng, kết nối Wi-Fi 3G mọi lúc mọi nơi, 4 màu sắc sang trọng, đen, vàng đồng, đỏ và xanh dương, sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao. Yên tâm mua sắm ngay điện thoại thông minh VIVK R5 phù hợp sử dụng cho mọi đối tượng. Trẻ em có thể học ngoại ngữ, chơi game, nghe nhạc. Thanh niên có thể làm việc, giải trí, duy trì các mối quan hệ xã hội. Người lớn tuổi đọc báo, xem phim, kết nối với con cháu mọi lúc mọi nơi. Hãy mua sắm ngay một món quà tặng ý nghĩa cho những người thân yêu. Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục theo dõi với chương trình mua sắm của kênh VTV Hyundai Home Shopping. Có thể nói gia đình của mình ai cũng cần có nhu cầu sở hữu ngay những chiếc điện thoại di động thông minh để phục vụ tốt hơn cái nhu cầu cơ bản như là nghe, gọi, nhắn tin, thì chúng ta cần phải kết nối Wi-Fi 3G để phục vụ thêm cái nhu cầu đó là học tập, vui chơi hay là giải trí cho nhiều đối tượng khác nhau. Thì hôm nay chúng tôi lại mang đến cho các bạn một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu rất là quen thuộc của kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping, đó chính là điện thoại di động thông minh 2 SIM 2 sóng của thương hiệu VAVK. Có thể nói rất là nhiều quý vị khách hàng chúng ta thích lựa chọn những chiếc điện thoại 2 SIM 2 sóng để mình có thể là tận hưởng những cái khuyến mãi từ nhà mạng nè, mình có thể là dễ dàng liên lạc với người thân bạn bè của mình mọi lúc mọi nơi quý vị nha. Và với một chiếc điện thoại VIVK như thế này thì quý vị các bạn chúng ta đầu tư mức chi phí chỉ 1.690.000 đồng mà thôi. Đây là một mức chi phí rất là tiết kiệm, nhưng mình lại có một chiếc điện thoại thông minh với thiết kế màn hình lớn, tiện lợi để chúng ta có thể là quan sát nhiều những cái thông số cũng như là chúng ta coi những cái thước phim, những cái hình ảnh ở bên trong đó quý vị nha. Ngay khi mà Phùng Yến cầm trên tay chiếc điện thoại VIVK R5 như thế này thì cảm thấy rất là thích luôn quý vị và các bạn ạ. Chúng ta sẽ thấy là cỡ màn hình lớn và tràn viền như vậy để giúp là khi mà mình quan sát vào mình sẽ thấy là dễ dàng quan sát hơn và cũng sang trọng nữa. Đó, rất là tiện lợi để chúng ta có thể là cầm tay và mang theo như thế này quý vị và các bạn nha. Còn với màu sắc cũng như là mặt lưng sau, đó thì bây giờ thì Phùng Yến sẽ xoay qua để quý vị có thể cảm nhận nè. Đó, khi mà mình xoay nghiêng thì mình sẽ thấy nó rất là mỏng gọn như thế này đúng không ạ? Rồi, bây giờ là ở mặt lưng sau đây. Phùng Yến đã lựa chọn cho mình là một cái sắc màu xanh. Với sắc màu xanh như thế này thì quý vị thấy là đó, nó cứ lấp lánh dưới ánh sáng như thế này đây. Là ở đây là chúng tôi đang ở trong phim trường của VTV Hyundai. Nhưng nếu quý vị đi ra ngoài nắng thì nó sẽ còn bắt sáng hơn nữa quý vị và các bạn nha. Đó, và cái màu xanh này thì Phùng Yến lựa chọn bởi vì là nó hợp với cái mạng của Phùng Yến là mạng mộc nên rất là thích màu xanh. Và đằng sau thì quý vị có thể là thấy là mình sẽ có là một bờ camera sau với 8MP lận và hỗ trợ thêm một đèn flash nữa quý vị các bạn ạ. Dòng sản phẩm rất là chất lượng luôn. Và ngoài ra mình còn có thể lựa chọn thêm các màu khác nữa. Quý vị các bạn, chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị là 4 sự chọn lựa với 4 màu sắc khác nhau như thế này, và có thể nói là màu sắc nào cũng cực kỳ thời trang và phù hợp cho cả nam giới và nữ giới. Chúng ta còn có màu đen nè, màu đỏ nè, màu vàng đồng và cả màu xanh như Phùng Yến vừa giới thiệu, để tùy theo cái mạng của mình
mình hoặc là tùy theo sở thích cá nhân của mình thì quý bạn có thể là dễ dàng chọn lựa. Tuy nhiên là với màu sắc nào thì cũng áp dụng mức giá chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi. Rất là mỏng gọn nhẹ trong lòng bàn tay của mình quý vị và các bạn nha. Và đi kèm luôn luôn có cái phần ốp lưng để mình có thể là bảo vệ được cái phần sau của điện thoại di động của mình. Và ngoài ra thì luôn luôn kết nối với lại wifi 3G để từ đó thì chúng ta cũng có thể là tìm kiếm hoặc là những cái thông tin khác nhau và có thể kết nối với những người thân bên trong gia đình của mình nữa. Bây giờ thì Phụng Yến đang gọi cho Minh Trí qua FaceTime như thế này. Phụng Yến đang gọi cuộc gọi hình ảnh rất này. Là rõ ràng, như quý vị có thể hình ảnh giúp cho ông bà bố mẹ của mình quan sát được hình ảnh con cháu ở bất kỳ nơi nào quý vị nha. Quý vị có thể là dễ dàng tiện lợi chúng ta tận dụng cùng với lại 3G cùng với lại wifi mình thực hiện những cái cuộc gọi audio hay là những cái cuộc gọi hình ảnh đó. Quý vị có thể là nhìn thấy là cùng với lại camera trước là hai chấm thì Phụng Yến có thể là dễ dàng ghi lại cái hình ảnh của mình trong lúc nói chuyện như thế này đây. Và Minh Trí có thể là nhận được trực tiếp luôn quý vị và các bạn nha. Rất là tiện lợi để chúng ta có thể là dễ dàng liên lạc với người thân bạn bè của mình ở rất là nhiều nơi quý vị nha. Và mình có thể là tiết kiệm cả cái chi phí cho viễn thông khi mà chúng ta sử dụng cả wifi để mình có thể gọi được những cái cuộc gọi dài nhưng mà không có tốn kém chi phí quá nhiều đâu quý vị ạ. Không có tốn nhiều chi phí và từ đó tất cả các thành viên ở bên trong gia đình của mình đều có thể là gắn kết lại với nhau với điện thoại di động thông minh hay sim hay sóng của thương hiệu VAKR5 quý vị nha. Và một lần nữa quý vị có thể nhìn lại cái thông số và những cái thông tin khi mà chúng ta đang muốn chọn lựa một chiếc điện thoại di động thông minh thì với thương hiệu VAKR5 thì tại sao chúng ta nên chọn cái mẫu này? Bởi vì màn hình tràn viền thời trang hơn, theo dõi được những cái đoạn video clip, những cái đoạn phim ca nhạc mình yêu thích, dung lượng pin cũng lớn nữa, 2400mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 64GB, camera trước 2 chấm và camera sau 8 chấm có hỗ trợ flash, chip lỗi tứ là 1.3Hz. Từ đó thì chúng ta có thể là tải cảm thấy nó nhanh hơn nè, mình lướt web cũng cảm thấy nó mượt mà hơn nữa quý vị và các bạn nha. Và Phụng Yến rất là thích với màn hình lớn tràn viền và màn hình 5.5 và cái tỷ lệ là 18:9. Và quý vị các bạn chúng ta có thể là chụp ảnh cùng với lại camera sau lên đến là 8 chấm luôn. Thì đây là cái bức ảnh mà Phụng Yến đã ra bên ngoài vườn và chụp lại quý vị và các bạn nha. Bây giờ mình có thể thấy là camera 8 chấm của mình nó rất là sắc nét như thế này. Đây là ảnh chụp thật chứ không phải là ảnh mình tải ở trên mạng về đâu quý vị ạ. Ảnh chụp thật bằng camera của VIVK luôn. Đó quý vị các bạn chúng ta có thể là nhìn thấy nè. Phụng Yến có thể là phóng to lên và mình thấy là cái hoa bông hướng dương như thế này. Đó, nó nét đến từng chi tiết luôn đúng không ạ? Đó, ngay ở nhà thì quý vị có thể là chụp ảnh của trẻ nhỏ trong gia đình chúng ta nè, chụp ảnh với những người thân trong gia đình của mình, ghi lại những cái khoảnh khắc vui vẻ và cái chiếc điện thoại đồng hành với mình cũng như là một cái máy chụp ảnh luôn. Mà không chỉ là mình thấy xem hình đẹp đâu, bây giờ thì Phụng Yến sẽ có thể là mở video để quý vị các bạn chúng ta cảm nhận được chất lượng của hình ảnh quý vị các bạn nha. Mình có thể là chép vào ở bên trong đây thật là nhiều những cái đoạn video khác nhau đó, và mình có thể là xem những lúc mà chúng ta cảm thấy là mệt mỏi nè, chúng ta có thể là thư giãn cùng với lại những cái đoạn video như thế này, những cái bộ phim hoặc là những cái bài hát mà chúng ta yêu thích quý vị ạ. Như vậy là nhu cầu giải trí giờ đây sẽ được đáp ứng tốt hơn với điện thoại di động thông minh hay sim hay sóng của thương hiệu VAVKR5 quý vị nha. Màu sắc thì rất là trang nhã, viền tràn màn hình luôn. Theo dõi những cái đoạn phim này, những cái đoạn video clip ca nhạc hoặc là mình cũng có thể là tự sử dụng điện thoại để mình quay clip lại trong những lúc mà mình vui chơi họp mặt với bạn bè, với gia đình hay là mình đi du lịch thì cái nhu cầu quay phim chụp ảnh cũng rất là cần thiết. Và từ đó chúng ta cảm thấy là tiện lợi hơn khi mà kết nối wifi nè hoặc là 3G ở mọi lúc mọi nơi. Màu sắc thì cực kỳ trang nhã, một lần nữa chúng ta có thể dễ dàng nhìn lại và quyết định xem là bây giờ mình thích cái màu nào. Chúng tôi đang mang lại 4 cái màu sắc để quý vị chọn lựa là màu xanh nè, vàng đồng nè, rồi màu đỏ hoặc là màu đen. Tùy theo cái sở thích cá nhân, nam giới và nữ giới đều có thể sở hữu được cả 4 màu này luôn quý vị và các bạn nha. Và đặc biệt hơn là mức giá đó Phụng Yến ha. Mức giá thì quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là mức giá được giảm so với giá nhà cung cấp quý vị nha. 1.990.000 đồng này chỉ còn là 1.690.000 đồng mà thôi. Quý vị sử dụng được 2 sim 2 sóng với chiếc điện thoại thông minh chất lượng và kiểu dáng rất là sang trọng, được bảo hành chính hãng 12 tháng và đổi mới trong vòng 100 ngày luôn khi có lỗi từ nhà sản xuất. Và quà tặng thì chúng ta sẽ được tặng là một túi đeo chéo và một đồng hồ thời trang. Quý vị có thể là nhìn thấy quà tặng ngay bây giờ đây. Với túi đeo chéo thì mình rất là tiện lợi để mình cũng có thể là đi chơi nè, đi du lịch nè, đi dạo phố và có thêm một đồng hồ thời trang nữa quý vị nha. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay, chúng tôi sẽ giao hàng cho quý vị đến tận nhà. Nhanh tay sở hữu điện thoại thông minh VAVKR5, chương trình ưu đãi số lượng có hạn, giá nhà cung cấp 1.990.000 đồng. Đặc biệt hôm nay giảm 300.000 đồng, chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi. Bảo hành 12 tháng, đổi mới 100 ngày khi có lỗi từ nhà sản xuất và có thêm quà tặng một túi đeo chéo và một đồng hồ thời trang nữa quý vị nha.
Sản phẩm điện thoại thông minh VIVK R5 dung lượng pin 2400mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 64GB, camera trước 2MP, camera sau 8MP có hỗ trợ flash, chip lõi tứ 1.3Hz, đầu tư một lần sử dụng lâu dài. Với thiết kế cao cấp, tinh tế gọn nhẹ, màu sắc trang nhã phù hợp cho mọi đối tượng khác nhau, hai SIM hai sóng dễ dàng kết nối Wi-Fi 3G mọi lúc mọi nơi. Bốn màu sắc sang trọng để dễ dàng lựa chọn: đen, vàng đồng, đỏ hoặc xanh dương. Sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao. Điện thoại thông minh VIVK R5 phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng. Trẻ em có thể học ngoại ngữ, chơi game, nghe nhạc. Thanh niên có thể làm việc, giải trí, duy trì các mối quan hệ xã hội. Người lớn tuổi đọc báo, xem phim tiện lợi và kết nối với con cháu mọi lúc mọi nơi cùng với hai SIM hai sóng. Món quà tặng ý nghĩa dành cho những người thân. Dòng sản phẩm điện thoại thông minh VIVK R5 thiết kế cao cấp, tinh tế và vô cùng gọn nhẹ với những màu sắc trang nhã khác nhau và phù hợp cho mọi đối tượng để giúp cho quý vị dễ dàng chọn lựa. Thiết kế mỏng nhẹ, hai SIM hai sóng, kết nối Wi-Fi 3G ở mọi lúc mọi nơi và bốn màu sắc sang trọng đi kèm: đen, vàng đồng, đỏ hoặc xanh dương. Sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao. Và khi sở hữu được điện thoại thông minh VIVK R5, cảm thấy sử dụng an toàn với dung lượng pin 2400mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 64GB, camera trước 2 chấm và camera sau 8 chấm, hỗ trợ đèn flash, chip lõi tứ 1.3Hz. Đầu tư một lần để sử dụng lâu dài, được giới thiệu trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping. Hãy nhanh tay sở hữu một chiếc điện thoại thời trang thông minh và thời thượng với màu sắc phù hợp với cá tính của bạn, độ mỏng ấn tượng, dễ dàng mang đi để trong túi xách hoặc là trong túi quần quý vị nha. Hỗ trợ đèn flash cho cả hai camera để dễ dàng chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm bên bạn bè và người thân. Mức giá chúng tôi đang áp dụng đặc biệt ưu đãi trong chương trình này. Thay vì mức giá nhà cung cấp là 1.990.000 đồng, mức giá đặc biệt hôm nay trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping 1.690.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại, chúng ta còn có thêm quà tặng một túi đeo chéo và một đồng hồ thời trang. Hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách gọi điện vào số tổng đài, để lại địa chỉ giao hàng và chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục theo dõi với kênh mua sắm VTV Hyundai Shopping. Và đây là dòng điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng của thương hiệu VIVK R5. Từ đó chúng ta có thể là chọn lựa ngay một cái dòng sản phẩm điện thoại, một cái người hỗ trợ đắc lực, một người bạn hỗ trợ đắc lực cho chúng ta trong cái việc là học tập. Đối với các bạn học sinh, sinh viên hay là nhân viên văn phòng, chúng ta cũng cần có một cái chiếc điện thoại di động 2 SIM. Một SIM thì chúng ta có thể dành cho gia đình, người thân, bạn bè, và một SIM còn lại để chúng ta phục vụ tốt hơn cho nhu cầu quan hệ xã hội, đối tác và khách hàng, và gọn nhẹ trong lòng bàn tay mà thôi quý vị và các bạn nha. Rất là tiện lợi. Ngoài ra chúng ta có thể tải về bên trong chạy hệ điều hành Android 6 chấm. Đó chính là những cái phần mềm ví dụ như là check mail nè, hay là những cái phần mềm để mà phục vụ tốt hơn cho công việc văn phòng. Ngoài cái việc làm ra thì chúng ta còn có cái nhu cầu giải trí. Thì với điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng VIVK, chúng ta có rất là nhiều những cái ứng dụng khác nhau ở bên trong, bởi vì hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 64GB, lưu rất là nhiều những cái phần ứng dụng phục vụ tốt cho cái nhu cầu xem phim, nghe nhạc, chơi game, lướt web, những cái mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber, và ngoài ra có rất là nhiều những cái ứng dụng khác mà tùy theo cái đối tượng và độ tuổi khác nhau đều có thể sử dụng được ngay với điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng của thương hiệu VIVK R5. Và quý vị các bạn, chúng ta có thể là tiện lợi mua sắm ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping, và mình có thể mua cho bản thân mình hoặc gửi làm quà tặng cho những người thân yêu trong gia đình của chúng ta. Mức đầu tư rất là hấp dẫn, 1.690.000 đồng mà thôi quý vị nha. Và nãy giờ theo dõi chương trình thì không biết là quý vị đã lựa chọn được cho mình một cái sắc màu phù hợp hay chưa ạ? Cũng ý nghĩ là rất nhiều các quý ông nè, hay là những người lớn tuổi thì chúng ta có thể là yêu thích cái sắc màu đen, rất là sạch sẽ, sang trọng luôn. Đen nhánh ở cả thân trước và thân sau với màn hình tràn viền quý vị nha. Màu đen như thế này thì quý vị các bạn chúng ta sẽ có thể là cảm nhận cái độ sang trọng và lịch lãm của nó. Các quý ông sẽ rất là thích, và nó là một cái thiết kế mỏng như thế này đây, nằm gọn ở trong vòng bàn tay của mình, và thiết kế tràn viền quý vị nhé. Và hoặc là chúng ta cũng có thể là lựa chọn màu xanh. Với màu xanh như thế này thì quý vị các bạn chúng ta có thể là tiện lợi mình mang đi du lịch cũng rất là thời thượng nè. Chúng ta cũng có thể là sử dụng làm việc, và các chị em phụ nữ hay cả các quý ông đều có thể là yêu thích cái sắc màu xanh như thế này quý vị các bạn nha. Rồi màu đỏ thì ai thích sự nổi bật nè, muốn mà mình cảm thấy là thời trang, tự tin và nổi bật thì chúng ta có thể lựa chọn. Còn màu vàng đồng thì là một màu mà Phùng Yến thấy là cũng rất là nhiều người yêu thích đó mình Trí ạ. Đó là màu vàng đồng, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu xanh dương, hoặc là màu đen, màu nào cũng cảm thấy cực kỳ thời trang và phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau quý vị và các bạn nha. Tự hãy chọn lựa ngay cái màu mà
mà quý vị và các bạn yêu thích. Và tuy nhiên là cái độ mỏng của nó thì cũng rất là mỏng, để mình có thể là cho vào túi quần nè, hay là cho vào túi xách rất là tiện lợi. Ngoài ra chỉ cần là lướt web hoặc là xem phim nghe nhạc thôi. Ở đây thì Minh Trí đang có thể kết nối cùng với lại wifi 3G để mình có thể là chọn lựa rất là nhiều những cái thông tin khác nhau. Ở trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping, quý vị có thể hình dung là mình, ví dụ như là mình vào YouTube đi, mình có thể là chọn lựa rất là nhiều những cái sản phẩm mà chúng tôi đã ghi hình rồi, được up lên trên YouTube của VTV Hyundai để mình chọn lựa một lần nữa, mình xem lại, mình theo dõi lại. Và ngoài ra lên YouTube thì mình có thể xem được rất là nhiều những cái chương trình khác nhau mà quý vị và các bạn yêu thích, và cảm nhận được là cái màn hình của nó, độ rộng màn hình nè, và cũng như là sắc nét hơn nữa quý vị và các bạn nha. Đây là một chương trình Giáng sinh vừa rồi mà VTV Hyundai Home Shopping cũng có thể là ghi hình lại và nghe lại, xem lại những cái đoạn clip ca nhạc chẳng hạn, rất là tiện lợi quý vị và các bạn nha. Chạy rất là mượt mà đúng không nào? Đúng rồi. Ngay cả là khi là chúng ta đang sử dụng wifi mà ở đây cũng có rất là nhiều người đang dùng, nhưng mà cái đường truyền cũng rất là tốt nè. Và Phương Yến thấy là những cái hình ảnh là cũng rất là sắc nét, độ phân giải tốt của màn hình. Đúng rồi. Và tải clip ở trên mạng về cũng cực kỳ nhanh chóng luôn quý vị ạ. Và đặc biệt là chúng tôi đang áp dụng cho quý vị và các bạn một cái mức giá rất là ưu đãi trong chương trình này. Nếu như mà mức giá của nhà cung cấp á, là 1.990.000 đồng thì bây giờ sẽ được giảm 300.000, chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi. Và cái điều băn khoăn lo lắng khi mà quý vị đi ra bên ngoài mình mua sắm điện thoại di động á, thì chúng ta cũng đang quan tâm một số cái vấn đề cơ bản. Thì hôm nay tại sao chúng ta nên chọn điện thoại di động hay sim hay sóng của thương hiệu VAVK R5? Bởi vì với dòng sản phẩm này có màn hình tràn viền rất là thời trang, từ đó quý vị và các bạn có thể là theo dõi những cái đoạn phim nè, full màn hình thì mình xem mình sẽ thích hơn. Dung lượng pin là 2400 mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong thì 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến là 64GB, camera trước 2 chấm, camera sau 8 chấm, có hỗ trợ đèn flash, chip lõi tưới 1.3Hz, và đừng quên là 4 màu sắc quý vị các bạn nhìn lại để mình chọn lựa màu nào mà quý vị yêu thích. Đen nè, đỏ nè, vàng đồng hay là màu xanh dương đều rất là thời trang và phù hợp cho cả nam giới và nữ giới. Một lần nữa mức giá chỉ là 1.690.000 đồng. Mức giá này đã giảm đi 300.000, bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 100 ngày nếu như có lỗi từ nhà sản xuất. Và đừng quên là túi đeo chéo nữa quý vị nha, và có một đồng hồ thời trang là quà tặng, tuy nhiên là chỉ áp dụng quà tặng này trong thời gian phát sóng chương trình này mà thôi. Cho nên là để đặt hàng thì sẽ có ba cách quen thuộc cùng miễn nha. Nhấc ngay máy điện thoại nhà mình, bấm số điện thoại để liên lạc với chúng tôi quý vị các bạn nha. Sau đó alo đến cho tổng đài và hãy nói cho chúng tôi biết là quý vị thích màu sắc nào, màu xanh, màu đỏ, màu đen hay màu vàng đồng, và chúng tôi sẽ giao sản phẩm đúng màu đó đến tận nơi cho quý vị. Nhanh tay lựa chọn điện thoại thông minh VIVK R5, chương trình ưu đãi số lượng có hạn, giá nhà cung cấp 1.990.000 đồng, giá đặc biệt hôm nay chỉ có 1.690.000 đồng mà thôi. Sản phẩm chính hãng được bảo hành 12 tháng và quà tặng chúng ta sẽ nhận ngay một túi đeo chéo và một đồng hồ thời trang. Sản phẩm được đổi mới trong vòng 100 ngày khi có lỗi từ nhà sản xuất. Dung lượng pin 2400 mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 64GB, camera trước 2 chấm, camera sau 8 chấm, hỗ trợ flash, chip lõi tưới 1.3Hz, đầu tư một lần sử dụng lâu dài. Điện thoại thông minh VIVK R5, thiết kế cao cấp, tinh tế gọn nhẹ, màu sắc trang nhã phù hợp cho mọi đối tượng, hai sim hai sóng kết nối wifi 3G mọi lúc mọi nơi, 4 màu sắc sang trọng, đen vàng đồng đỏ xanh dương, sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao. Phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng như trẻ em, học ngoại ngữ, chơi game, nghe nhạc, thanh niên làm việc giải trí, duy trì các mối quan hệ xã hội, người lớn tuổi đọc báo, xem phim, kết nối với con cháu mọi lúc mọi nơi, một món quà ý nghĩa cho những người thân. Dòng sản phẩm điện thoại thông minh VAVK R5 thiết kế cao cấp, tinh tế và vô cùng gọn nhẹ với những màu sắc trang nhã khác nhau và phù hợp cho mọi đối tượng để giúp cho quý vị dễ dàng chọn lựa. Thiết kế mỏng nhẹ, hai sim hai sóng, kết nối wifi 3G mọi lúc mọi nơi và 4 màu sắc sang trọng đi kèm: đen, vàng đồng, đỏ hoặc xanh dương. Sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao. Và khi sở hữu được điện thoại thông minh VAVK R5, cảm thấy sử dụng an toàn với dung lượng pin 2400 mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 64GB, camera trước 2 chấm và camera sau 8 chấm, hỗ trợ đèn flash, chip lõi tưới 1.3Hz. Đầu tư một lần để sử dụng lâu dài, được giới thiệu trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping. Hãy nhanh tay sở hữu một chiếc điện thoại thời trang thông minh và thời thượng với màu sắc phù hợp với cá tính của bạn, độ mỏng ấn tượng, dễ dàng mang đi để trong túi xách hoặc là trong túi quần quý vị nha. Hỗ trợ đèn flash cho cả hai camera để dễ dàng chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm bên bạn bè và người thân. Mức giá chúng tôi đang áp dụng đặc biệt ưu đãi trong chương trình này. Thay vì mức giá nhà cung cấp là 1.990.000 đồng, mức giá đặc biệt hôm nay trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping 1.690.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại, chúng ta còn có thêm quà tặng một túi đeo chéo
kéo và một đồng hồ thời trang. Hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách gọi điện vào số tổng đài, để lại địa chỉ giao hàng và chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Quý vị thân mến, ở đây thì Phùng Yến đang cầm một cuốn báo thời trang và ở bên trong có nhiều hình ảnh rất là đẹp. Và bây giờ thử mình chụp lại một cái tấm ảnh thời trang ở bên trong cuốn báo này đi Minh Trí à. Nhưng mà chụp bằng cái máy của mình, bằng cái điện thoại VIVK R5 của mình với camera sau đó là 8 megapixel quý vị các bạn nha. Đó, rồi bây giờ mình đã có một tấm ảnh thời trang rất là đẹp ở đây. Rồi Phùng Yến sẽ để điện thoại của mình bật cái chế độ camera sau này. Minh Trí có thể là úp cái ảnh của mình xuống một chút xíu nha. Rồi đó, quý vị có thể là để gần vào trong hình ảnh của mình. Và sau đó là quý vị các bạn, chúng ta để gần lại thì mình sẽ thấy là camera của mình nó sẽ tự động cân nét, nó sẽ tự động lấy nét quý vị và các bạn nha. Chúng ta cũng không có nhất thiết phải chấm vào điểm đâu. Đó, mình có thể là dễ dàng mình để tự động. Còn nếu như quý vị muốn một cái điểm nào đó cố định riêng biệt thì mình có thể là chọn vào, còn không thì chỉ cần là để nhẹ ướm vào đó, cái khuôn mặt đã được nhận diện. Quý vị có thể nhìn thấy là cái khung trắng nó bao quanh khuôn mặt đã được nhận diện rồi và mình chỉ cần là bấm chụp mà thôi quý vị các bạn à. Đó, rất là tiện lợi đúng không nào? Để gần lại một chút xíu để chúng ta có thể là chụp mặt người mẫu của mình rõ ràng hơn. Rồi bây giờ mình có thể là xem lại những cái tấm ảnh mà chúng ta đã chụp cùng với lại camera ở đây. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ thấy là mặc dù chụp không phải là chụp người thật, chụp từ một cái ảnh của báo thôi, nhưng mà hình ảnh cũng rất là sống động đúng không ạ? Đó, quý vị thấy là những cái đường nét cũng rất là sắc nét luôn, và cái độ tương phản của màn hình nó cũng cực kỳ tốt. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn lại một cái tấm ảnh như thế này, mặc dù là hình chụp lại nhưng mà mình cũng cảm nhận như là hình mà mình có thể tải ở trên mạng về đó Minh Trí à. Đó, nó cũng rất là sắc nét, rất là đẹp luôn, chứ không có hề có cái cảm giác là bị mờ hay là bị xấu một chút xíu nào cả. Như vậy thì quý vị có thể quan sát được là cái khả năng chụp ảnh của chiếc điện thoại di động VIVK R5 như thế này rất là sắc nét, và cái màu sắc của nó cũng rất là trung thực nữa, cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy rất là thích thú. Đặc biệt là quý vị nào mà có cái sở thích là đam mê chụp ảnh nè, đôi khi không phải là chụp ảnh là mình chụp cho bản thân của mình, và đi đâu đó mình hay chụp và mình review lại, hay là mình có thể chụp những cái món ăn mình yêu thích nè, hay là mình chụp khung cảnh nè, hay là mình chụp bất kỳ những cái sự vật hiện tượng nào, thì chúng ta cũng cảm nhận được là bộ nhớ trong sẽ lưu rất là nhiều những cái ảnh mà quý vị các bạn có thể là chụp lại, mình lưu trữ lại. Đôi khi mình đi chơi chẳng hạn thì mình cũng nên chụp những cái quang cảnh nè, những cảnh đẹp nơi đó có con người nè, hoặc là nơi có những cái lễ hội khác nhau, rất là tiện lợi quý vị và các bạn nha. Và chiếc lưỡi tứ 1.3Hz nè, camera trước 2 chấm, camera sau 8 chấm và chạy hệ điều hành Android 6 chấm. Mình tải về bên trong, khi mà mình vào Google Play thì có thể là tải về rất là nhiều những cái ứng dụng khác nhau. Ngoài cái ứng dụng là chụp ảnh thì ngày nay các bạn trẻ còn tải thêm những cái phần mềm chỉnh ảnh nữa Phụ Miến à, thì nó lại càng chuyên nghiệp hơn nữa. Mình đã chụp sắc nét rồi mà mình chỉnh về màu hình nè, rồi mình chỉnh về độ tương phản, làm cho cái ảnh mình nó thật hơn nữa, thì tùy theo cái nhu cầu mình có thể sử dụng khác nhau. Và hôm nay khi mà mua sắm trên kênh VTV Now Shopping thì quý vị và các bạn sẽ có 4 màu sắc để mình chọn lựa dễ dàng quý vị nha. Mình có thể là lựa chọn sắc đen nè, sắc đỏ nè, màu xanh hoặc là màu vàng đồng. Minh Trí đang cầm màu vàng đồng ở trên tay như thế này quý vị và các bạn nha. Với màu vàng đồng thì Phụng Yến nghĩ là cả nam giới và nữ giới đều phù hợp luôn. Mình có thể là cảm thấy là thanh lịch hơn, sang trọng cùng với màu vàng đồng như thế này, và nó cũng óng ánh với ánh nắng và ánh sáng khi mà chiếu vào nữa. Còn ai thích là một cái sự đơn giản và một cái màu sắc cơ bản nhất cho một chiếc điện thoại thì chúng ta có thể lựa chọn sắc đen quý vị và các bạn nha. Điện thoại rất là mỏng và gọn. Ai thích sự nổi bật, hoặc là nhiều khi những cái người mạng hỏa chẳng hạn, chúng ta hay thích là cái màu đỏ phù hợp với mạng của mình, thì mình cũng có thể là lựa chọn với điện thoại màu đỏ đó. Hoặc là mạng thủy, mạng mộc thì mình có thể là lựa chọn màu xanh như thế này quý vị và các bạn nha. Phụng Yến thấy là cũng rất là nhiều người mình hay lựa chọn những cái vật dụng mình cầm theo cái màu và phù hợp với mạng của mình, với tuổi của mình, hoặc là nhiều khi chỉ đơn giản là phù hợp với sự thích, sở thích và đôi mắt nhìn của mình mà thôi. Đúng rồi, 4 màu sắc thì cảm thấy là màu sắc nào cũng phù hợp cho cả nam giới và nữ giới, và cái độ mỏng của nó thì cũng rất là mỏng nhẹ. Từ đó thì các bạn có thể là theo dõi những cái đoạn video clip, ca nhạc, những cái đoạn phim ngắn mà mình yêu thích, mình tải về bên trong điện thoại của mình, hoặc là mình theo dõi trực tiếp khi mà có kết nối với Wi-Fi 3G quý vị nha. Và quý vị có thể là lắng nghe đây. Bây giờ Phụng Yến sẽ mở cái volume nó lớn lên một chút xíu. Đó, mình thấy là một cái chiếc điện thoại nhỏ gọn nhưng mà cái âm lượng cũng rất là tốt đúng không ạ? Cho nên là mình có thể biến nó thành là một cái chiếc TV hay là một cái máy phát nhạc nè. Rồi chúng ta cũng có thể là mình chép phim vào ở bên trong đó để mình xem. Vừa hình ảnh đẹp ở bên trên màn hình tỷ lệ 18:9 chuẩn để mình có thể là coi rất là nhiều những cái hình ảnh đẹp. Rồi chúng ta có thêm là âm lượng lớn của phần loa nữa, ở phần loa phía sau như thế này đây. Và chúng ta có thể là yên tâm, thoải mái, giải trí nè, khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi, khi mà chúng ta muốn lắng nghe những cái bản nhạc yêu thích của mình.
Và mức giá chúng tôi đang áp dụng cho các bạn là trong chương trình này được giảm đi 300.000 đồng quý vị và các bạn nha. Thay vì mức giá của nhà cung cấp là 1 triệu 990.000 đồng, bây giờ chỉ còn 1 triệu 690.000 đồng thôi. Bảo hành 12 tháng nè, rồi đổi mới trong vòng 100 ngày khi có lỗi từ nhà sản xuất. Chưa dừng lại, đừng quên là có thêm quà tặng trong chương trình này, một túi đeo chéo và một đồng hồ thời trang đi kèm nữa quý vị và các bạn nha. Hãy nhanh chóng quyết định ngay cho nhà đình, gia đình của mình, hoặc là mình muốn mua làm quà tặng cho những người thân yêu còn lại trong nhà mình một cái món quà, đó là một điện thoại di động thông minh của thương hiệu VBK. Thế gọi ngay vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn, giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Yên tâm mua sắm điện thoại thông minh VIVK R5, chương trình ưu đãi số lượng có hạn, giá nhà cung cấp 1 triệu 990.000 đồng, giá đặc biệt hôm nay chỉ 1 triệu 690.000 đồng mà thôi. Nhận thêm quà tặng hấp dẫn bao gồm một túi đeo chéo và một đồng hồ thời trang. Sản phẩm chính được bảo hành 12 tháng và đổi mới trong vòng 100 ngày khi có lỗi từ nhà sản xuất. Với dung lượng pin 2400mAh RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thể nhớ ngoài lên đến 64GB, camera trước 2 chấm, camera sau 8 chấm hỗ trợ flash, chip lõi tứ 1.3 hẹp, đầu tư một lần sử dụng lâu dài. Điện thoại thông minh VIVK R5 thiết kế cao cấp, tinh tế gọn nhẹ, màu sắc trang nhã phù hợp mọi đối tượng. Hai sim, hai sóng kết nối wifi 3G mọi lúc mọi nơi. Có 4 màu sắc cho quý vị lựa chọn: đen, vàng, đồng, đỏ hoặc là xanh. Quý vị các bạn chúng ta hãy nhanh chóng để mang về sản phẩm thời thượng có tính công nghệ cao, phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng khác nhau: trẻ em học ngoại ngữ, chơi game, nghe nhạc, thanh niên làm việc giải trí, duy trì các mối quan hệ xã hội, người lớn tuổi đọc báo, xem phim, kết nối với con cháu mọi lúc mọi nơi. Món quà tặng ý nghĩa cho những người thân. Dòng sản phẩm điện thoại thông minh VIVK R5 thiết kế cao cấp, tinh tế và vô cùng gọn nhẹ với những màu sắc trang nhã khác nhau và phù hợp cho mọi đối tượng để giúp cho quý vị dễ dàng chọn lựa. Thiết kế mỏng nhẹ, 2 sim 2 sóng, kết nối wifi 3G ở mọi lúc mọi nơi. Và 4 màu sắc sang trọng đi kèm: đen, vàng, đồng, đỏ hoặc xanh dương. Sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao. Và khi sở hữu được điện thoại thông minh VIVK R5, cảm thấy sử dụng an toàn với dung lượng pin 2400mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 64GB, camera trước 2 chấm và camera sau 8 chấm, hỗ trợ đèn flash, chip lõi tứ 1.3 hẹt. Đầu tư một lần để sử dụng lâu dài được giới thiệu trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping. Hãy nhanh tay sở hữu một chiếc điện thoại thời trang thông minh và thời thượng với màu sắc phù hợp với cá tính của bạn, độ mỏng ấn tượng, dễ dàng mang đi để trong túi xách hoặc là trong túi quần quý vị nha. Hỗ trợ đèn flash cho cả hai camera để dễ dàng chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm bên bạn bè và người thân. Mức giá chúng tôi đang áp dụng đặc biệt ưu đãi trong chương trình này. Thay vì mức giá nhà cung cấp là 1 triệu 990.000 đồng, mức giá đặc biệt hôm nay trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping 1 triệu 690.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại, chúng ta còn có thêm quà tặng, một túi đeo chéo và một đồng hồ thời trang. Hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách gọi điện vào số tổng đài, để lại địa chỉ giao hàng và chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Nhanh tay sở hữu điện thoại thông minh VIVK R5, chương trình ưu đãi số lượng có hạn, giá nhà cung cấp 1 triệu 990.000 đồng. Đặc biệt hôm nay giảm 300.000 đồng, chỉ còn 1 triệu 690.000 đồng mà thôi. Bảo hành 12 tháng, đổi mới 100 ngày khi có lỗi từ nhà sản xuất. Và có thêm quà tặng một túi đeo chéo và một đồng hồ thời trang nữa quý vị nha. Sản phẩm điện thoại thông minh VIVK R5, dung lượng pin 2400mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 64GB, camera trước 2MP, camera sau 8MP, có hỗ trợ flash, chip lõi tứ 1.3 hertz, đầu tư một lần sử dụng lâu dài.